thứ một rồi, cô cá làm theo được rồi. Bước thứ hai càng lúc càng nhiều càng phức tạp nha. Làm thế đúng động tác á, ta thách đấu á. Trời ơi, làm gì động tác Vy ơi. Làm phức tạp của Vy đúng không? Bước thứ 6. Làm lố của Vy đúng không? Bước thứ 6. Bước thứ 6. Kìa. Nhẹ nhàng thôi, đúng rồi. Bước thứ 10. Cái đó lố bia.